Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu. Trong ngày mỗi kiếp khó tìm cầu, con đang nghe thấy chuông trì tụng nguyện tỏ Như Lai nghiện nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Nhập Lăng Già quyển 10, phẩm 18, tổng trì phần 2. Nơi nơi cảnh giới Phật, các nguyện lực thanh tịnh, thọ, thức và tá muội, công đức cùng thập địa, hư không với sừng thỏ và con của thạch nữ phân biệt pháp như vậy không mà nói danh tự huân chủng tự thế gian chẳng có chẳng không xứ năng kiến đắc giải thoát biết rõ pháp vô ngã phân biệt thật thể danh thể kia từ duyên sinh ta nói là thành tựu các kinh thường nói vậy câu chữ danh thân thể nơi thắng pháp danh thân người ngu si phân biệt như voi lúng đầm lầy thiên già phạm thiên thừa cùng với thanh văn thừa Như Lai và duyên giác ta nói thừa như vậy không nói hết các thừa có tâm sinh như vậy tâm chuyển diệt cũng không không thừa cùng với thừa tâm phân biệt và thức ý cùng với ý thức a lại gia ba cõi tâm si tư tên cát mạng cùng với ấm thức mạng căn a lại gia cùng với ý thức là phân biệt tên cát tâm ăn trụ nơi thân ý thường biết các pháp cảnh giới nơi tâm thức cùng với thức phân biệt ta nói ái là mẹ vô minh nhận làm cha thức biết các cảnh giới cho nên nói danh Phật các sử là oan gia chúng hòa hợp là ấm không ở thể tương tục đoạn kia là vô giác hai vô ngã phiền não và hai loại vô ngã không thể nghĩ bàn được không sinh tử là phật ý tương ưng pháp thể ngã pháp là nội thân nếu hay thấy như vậy ấy không theo vọng giác thật không có các pháp ngu như ngu si phân biệt nương hư vọng không pháp làm sao đắc giải thoát sinh diệt hòa hợp buộc thấy nơi pháp hữu vi tăng trưởng nơi hai kiến không mất pháp nhân duyên cây chuối mộng huyền thảy thế gian này như vậy chỉ là một thập pháp niết bàn lìa ý thức có tham cùng với sân và có si có thân từ ái sinh các ấm ấm cũng ấm có cũng như mộng sao chứng đạo ban đêm sao nhập diệt ban đêm ở trong hai loại này ta không nói một chữ nội thân chứng nơi pháp ta nương như vậy nói phật kia và thân ta không có nói thắng pháp thật vật có thần ngã năm ấm lìa tướng kia thì ấm là thật hữu trong ấm kia không ngã mỗi mỗi tự phân biệt tùy phiền não có sử đắc tự tâm thế gian lìa khổ đắc giải thoát các nhân và nhân duyên thế gian như vậy sinh là bốn pháp tương ưng không kia không trụ pháp ta chẳng có không sinh pháp lìa có không không sinh ngu làm sao phân biệt từ nhân và các duyên lìa bốn câu có không nếu hay thấy thế gian bấy giờ tâm thức chuyển tức đắc pháp vô ngã các pháp vốn không sinh ấy do nhân duyên sinh các duyên tức là quả trong quả sinh cõi nước trong quả sinh hai loại trong quả nên có hai mà trong hai không quả trong quả không thấy phật lìa xa quán sở quán nếu thấy pháp hữu vi lìa tâm chỉ là tâm nên ta nói duy tâm lượng xét thật thể tướng lìa xa duyên thật thể cứ cánh đệ nhất tịnh ta nói lượng như vậy như giả danh là ngã pháp sở kiến không thật như vậy thể các ấm là giả danh không thật bình đẳng có bốn loại tướng nhân cùng với sinh vô ngã cũng bình đẳng người tu hành bốn pháp chuyển tất cả các kiến phân biệt sở phân biệt không kiến cùng không sinh nếu ta nói duy tâm không pháp cũng chẳng không lìa xa thể có không chân như lìa xa tâm nên ta nói duy tâm chân như không thật thể niết bàn và pháp giới ý sinh thân và tâm nên ta nói duy tâm phân biệt nương huân tập các loại sinh các loại tâm chúng sinh thấy ngoài nên ta nói duy tâm sở kiến không ngoài phật thấy tâm các thứ kiến do duyên thân hiện hữu nên ta nói duy tâm các thanh văn tận trí chư phật như lai sinh tất cả biết chư phật không hòa hợp mà sinh không ngoài các sắc tướng tự tâm thấy ngoài pháp hiểu biết nơi tự tâm ngu phân biệt các pháp người ngu không biết ngoài tự tâm thấy các thứ ví dụ ngăn người ngu chấp chặt nơi bốn pháp không nhân không phân biệt thí dụ năm loại luận tự tâm thể hình tướng hay biết được chút ít phân biệt sợ phân biệt đây là tướng phân biệt nương tựa nơi phân biệt liền hiện sinh mỗi phân biệt hòa hợp là nhân một chủng tử khách nhị pháp là hai nên tâm người không sinh phân biệt tâm tâm pháp
rồi ở trong ba cõi hiện sinh tất cả pháp, tại kia là hư vọng. Nhân nương hiện hòa hợp nên có 12 nhập, nương nhân quán hòa hợp ta không nói pháp này, như trong kính thấy hình, mắt nhậm thấy hoa đốm. Nhờ nương tâm huân này là tâm người ngu thấy, cùng phân biệt mà sinh ra phân biệt, như ngoại đạo phân biệt. Không như ngoại tướng này, như người không biết đây, dây mà chấp đó là rắn. Không biết nghĩa tự tâm, phân biệt nơi ngoại pháp, ràng buộc nơi thể thừa, liền một trong hai loại, dùng phân biệt nơi thừa là lìa lỗi tự tâm. Nương pháp nào thể nào, phân biệt không thể thấy, không được nói kia không, thể các pháp như vậy, nương có nên nói không, nương không nên nói có, nên không được nói không, cũng không được nói có. Tức phân biệt, không phải thể pháp kia, tại sao thấy không thể, mà sinh ra phân biệt, sắc thể không sắc thân, như bình và vải thể, đã thấy là không pháp, tại sao có phân biệt, nếu phân biệt là mê, pháp hữu vi vô thủy, pháp nào mê chúng sinh, xin Phật vì con đó, các pháp không thể pháp, mà chỉ nói là tâm, không thấy nơi tự tâm, mà sinh khởi phân biệt, nếu phân biệt không này, như ngu si phân biệt, pháp kia không thể khác, mà trí không thể biết. Nếu thánh có pháp kia, không phàm phu phân biệt. Nếu thánh vọng có kia, thánh ngu đều không khác. Thánh nhân không mê hoặc, do được tâm thanh tịnh. Người ngu không tính tâm, nên phân biệt. Như mẹ vì các con, hư không dẫn quả đến. Người nắm quả chớ khóc, con lấy vô số quả. Ta vì các chúng sinh, phân biệt các thứ quả, khiến nói tham hết thảy, liền bè đảng có không. Nếu vốn không thể pháp, không nhân không từ nhân, vốn không sinh mới sinh, cũng không thân thể ấy, không thân cũng chẳng sinh, lìa nhân duyên không xứ. Thể các pháp sinh diệt, không lìa ở nhân duyên, lược quán sát như vậy, có không chẳng ngoài xứ, từ nhân duyên sinh pháp, người trí chớ phân biệt. Nói một thể hai thể, ngoại đạo ngu si nói, thế gian như mộng huyễn, không từ nhân duyên sinh. Nương cảnh giới ngôn ngữ, pháp đại thừa vô thường, ta nương liễu nghĩa nói, nên ngu si không hiểu. Thanh văn và ngoại đạo, nương đố kỵ nói pháp, nơi nghĩa không tương ưng, nương theo vọng giác nói, thể tướng và hình tướng và là bốn loại pháp. Quán sát pháp như vậy, nên sinh ra phân biệt một hai nhiều, kia phạm nhiều, thiên trói buộc, trời trăng và chư thiên, thấy ấy chẳng con ta. Thánh nhân thấy chánh pháp, thấy lấy như thật tu hành, hay chuyện tướng hư vọng cũng lìa nơi đi lại. Đây là ấn giải thoát, ta dạy các Phật tử lìa sa pháp có không, cũng lìa tướng đi lại. Chuyện các loại sắc thức hoặc diệt tất cả nghiệp, không hợp thường vô thường, không thế gian sanh pháp, nơi lúc chuyển hoặc diệt sắc lìa nơi xứ kia, lìa chỗ không lỗi lầm, nghiệp trụ a lại gia, sắc là diệt thể tướng. Trong thức có cũng vậy, sắc thức cùng hòa hợp mà không mất các nghiệp. Nếu cùng kia hòa hợp, chúng sinh mất các nghiệp. Nếu diệt nghiệp hòa hợp, không sinh tử niết bàn. Nếu cùng với kia diệt, sinh ở trong thế gian, sắc cũng cùng hòa hợp, không sai biệt với có khác cũng không khác, chỉ là tâm phân biệt, các pháp không diệt thể, lìa bè đảng có không. Pháp nhân chuyên giả dân, thay đổi không sai biệt, như vô thường trong sắc, thay đổi sinh các pháp, lìa hai tướng đây kia, phân biệt không thể biết, có không có gì thành, như vô thường trong sắc. Nếu khéo phân biệt thấy, tức không khởi tha lực, đối với pháp tha lực cũng không khởi phân biệt. Nếu diệt nơi phân biệt là diệt nơi pháp ta, trong pháp ta tạo tác cũng hủy bán có không. Người hủy bán pháp này, trong lúc nào mà có, là diệt pháp luân ta, không được cùng họ nói. Người trí không cùng nói, không cùng pháp tỳ kheo, đã diệt nơi phân biệt, thấy huyễn lìa có không. Thế như hoa đốm huyễn, như mộng càng thất bà, cũng như thấy sóng nắng, thời thấy nơi có không. Người kia không học pháp, nếu người ủng hộ họ, người ấy rơi nhị biên, cũng hoại đến người khác. Nên biết pháp tịch tỉnh, hành giả này thật tu, lìa xa pháp có không, nên giúp hộ người ấy. Như nơi có thể xuất vàng bạc các châu báu, không tạo tác các nghiệp mà chúng sinh lấy dùng, đánh cho nhơ chúng sinh, không cho nơi nghiệp có, không chấp nên không nghiệp, cũng chẳng tạo nghiệp sinh. Các pháp không pháp thể,
như thánh nhân phân biệt mà có ở các pháp, như ngu si phân biệt hoặc pháp không như vậy, như ngu si phân biệt không có tất cả pháp, chúng sinh cũng không nhiễm pháp nương tâm mà có, phiền não cũng như vậy, sinh tử trong thế gian tùy theo căn mà chuyển, vô minh ái hòa hợp sinh ra các thân ấy. Ngoài nhân thường không pháp, như ngu si phân biệt, nếu nhân pháp không sinh, hành giả không thấy căn, hoặc các pháp là không hay tạo nhân thế gian, người ngô lìa tạo tác, tự nhiên được giải thoát. Ngu thánh không sai khác, có không làm sao thành, thánh nhân không pháp thể, do tu ba giải thoát, năm ấm và nhân pháp, tướng có giống có khác, các nhân duyên và căn, ta vì thanh văn nói, không nhân chỉ là tâm, diệu sự và các địa, trong thân chân như tịnh, vì các Phật tự nói, người ở đời vị lai, vị bán pháp luân ta, thân mặc áo ca sa, nói các pháp có không, không có pháp nhân duyên, là cảnh giới thánh nhân, phân biệt không pháp thể, người mê lầm phân biệt. Đời vị lai có người, hàng hô si ăn trấu, không nhân và tà kiến, phá hoại người thế gian. Vi trần sinh cõi nước, hạt bụi là không nhân, chính loại vật là thường, tà kiến nói như vậy. Từ vật sinh ra vật, công đức sinh công đức, pháp này khác với pháp, phân biệt là chân thật. Vốn không bắt đầu sinh, thế gian có nguồn gốc, ta nói nơi thế gian, không có nơi bản tế. Các chúng sinh ba cõi, vốn là vô thể sinh. Chó lạc đà không sừng, chắc hẳn sinh không nghi. Mắt có từ vô thủy, sắc thức cũng như vậy, chiếu, mũ, vải hết thảy, từ trong bùn sinh ra. Trong vải không có bình, trong cỏ cũng không vải, trong mỗi một là thân, là thật. Vì sao nhân không sinh? Tức mạng, tức là thân, vốn sinh từ vô thủy. Đây là nói pháp kia, ta nói các pháp khác. Ta rõ pháp nhân duyên, sau đó ngăn pháp kia, ngăn người tà kiến ấy, sau nói pháp của ta. Vì biết pháp ngoại đạo, sau đó nói chánh pháp, sợ đệ tử mê hoặc rơi vào pháp có không. Bậc Thù Thắng ra đời ở thành Ca Tỳ La, vì đệ tử nên nói các công đức chuyển biến, chẳng thật chẳng không thật, không từ duyên tức duyên, do không các nhân duyên, pháp không thật không sinh. Lìa nơi pháp có không, lìa nhân duyên, lìa nhân cũng lìa duyên, lìa xa pháp sinh diệt, từ pháp lìa sở kiến. Thế gian như huyễn mộng, các lìa các pháp nhân duyên, thế có lập nhân duyên, nên sinh ra phân biệt. Như cầm thú thích nước, càng thác bà hoa đốm, lìa xa pháp có không, lìa nhân cùng với duyên, thấy ba cõi không nhân, thấy như vậy tịnh tâm, sao gọi người vô sự, chỉ có nơi nội tâm, xa lìa việc ở tâm, không thể nói duy tâm, nếu thấy việc bên ngoài, chúng sinh khởi sanh tâm. Tại sao tâm không nhân, không thể nói duy tâm, chân như chỉ có tâm, người nào không pháp thánh, có cùng với không có, ấy chẳng hiểu pháp ta, pháp năng chấp sở chấp, nếu tâm sinh như vậy, đó là tâm thế gian, không thể nói duy tâm. Thân do duyên hiện có, giống như trong mộng sinh, nên có hai loại tâm mà tâm không hai tướng. Như dao không tự cắt, tay không chỉ có ngón, như tâm không tự thấy, việc kia cũng như vậy, không kia không nhân duyên, phân biệt chỗ phân biệt, năm pháp và hai tâm, tịch tịnh không như vậy, năng sinh cùng với sinh, và hai loại pháp tướng, ý ta không năng sinh, nói pháp không tự tướng, để các loại hình tướng, nếu sinh nơi phân biệt, hư không sừng thọ thảy, thể ấy không hiện sinh. Nếu có tướng các pháp, nên có với ngoại sự, do không ngoại phân biệt, liệt tâm lại không pháp. Thế gian từ vô thủy, không có ngoài các pháp, do tâm không nhân sinh, mà thấy nơi ngoại nghĩa. Nếu nhân không sinh, sinh trưởng, sừng tỏ cũng hiện sinh, do nhân không tăng trưởng, tại sao sinh phân biệt? Như không pháp hiện tại, về nguồn gốc cũng không, không thể hòa hợp thể, tại sao tâm hay sinh? Chân như không thật tế, niết bàn và pháp giới, tất cả các pháp sinh là pháp đệ nhất nghĩa. Phàm phu nơi có không, phân biệt nhân và duyên, không nhân vốn không sinh, không biết nơi ba cõi, tâm thấy với sở kiến, tà kiến nhân vô thủy,
vô thủy cũng không pháp, sao thấy pháp khác sinh? Nếu không Phật hiện sinh, người nghèo phải nhiều của, vì sao không Phật sinh? Nay Phật vì có nói, tất cả đều hy tâm, mà không không các pháp. Kẻ Thất Bà mộng huyễn, các pháp không có nhân, không sinh, không thể tướng, pháp không là ta nói. Lìa xa pháp hòa hợp là không thấy pháp sinh, bấy giờ không không sinh. Ta nói không pháp tướng, mộng huyễn và hoa đốm, kẻ Thất Bà ái nước, không nhân mà hiện có, các thế gian cũng vậy, hòa hợp nhau như thế, lìa nơi không sở kiến, chẳng phải ngoại đạo thấy, hòa hợp không như vậy, hàng phục nương không nhân, thành tựu nơi không sinh, nếu thành tựu không sinh, pháp luân ta không diệt. Nói về không nhân tướng, ngoại đạo sinh sợ hãi, tại sao vì người nào, ở đâu đến nghe pháp, ở đâu sinh các pháp, không nhân mà pháp sinh, sinh ở trong không nhân, mà không ở hai nhân. Nếu người trí hay biết, bấy giờ chuyển tà kiến, nó sinh tất cả pháp, không sinh là không vật, vì quán các nhân duyên, bấy giờ chuyển tà kiến. Vì pháp có, danh có, vì pháp không, danh không, mà pháp không, không sinh, cũng không được đợi nhân duyên. Danh không nương nơi pháp, mà danh chẳng không thể, thanh văn biết chư Phật, ngoại đạo không cảnh giới. Bồ Tát trụ thất địa, ấy là tướng không sinh. Chỉ nói pháp nhân duyên, cho nên ngăn nghĩa nhân, chỉ nói nương nơi tâm, nên ta nói không sinh, không nhân sinh các pháp. Lìa phân biệt, lìa kiến lập có không, nên ta nói không sinh, tâm lìa nơi sở kiến, cũng lìa xa hai thể. Chuyển nơi pháp y chỉ, nên ta nói không sinh. Không mất ngoài pháp thể, cũng không chấp trong tâm, lìa tất cả tà kiến, đây là tướng không sinh. Như vậy không không tướng, tất cả nên quán sát, pháp không chẳng sinh không, vốn không sinh là không. Các nhân duyên hòa hợp, pháp sinh cùng pháp diệt, lìa nơi pháp hòa hợp, không sinh cũng không diệt. Nếu lìa pháp hòa hợp, lại không thể thật pháp, một thể và khác thể, như ngoại đạo phân biệt, pháp có không không sinh, chẳng thật sinh không sinh, lìa xa các nhân duyên, sinh cùng với không sinh. Chỉ đối với tên gọi, đi kia buộc thay đổi, thể đã sinh tất không, vòng nhân duyên sai biệt, lìa sinh và không sinh là lìa các ngoại đạo. Ta nói vòng trói buộc, nhưng phàm phu không biết, có thể sinh pháp thể là trói buộc không khác. Người kia không trói nhân, phá diệt hoại trói buộc như đèn chiếu sáng vật, trói buộc cũng giải tỏa. Nó lại phân biệt pháp, lìa xa thể ràng buộc, không thể cũng không sinh, tự tánh như hư vọng, lìa xa pháp trói buộc, ngu si tà phân biệt. Đây là khác không sinh, pháp thánh nhân chứng đắc, pháp ấy sinh không sinh, vốn không sinh là vô sinh. Nếu thấy các thế gian, tức là duyên ràng buộc, thế gian lìa trói buộc, lúc ấy tâm đắc định, do minh ái và nghiệp là pháp buộc bên trong, lúng bùm trong vòng tròn thảy, pháp bên ngoài bốn đại, nơi nơi thể pháp kia, là từ nhân duyên sinh, không thể chỉ trói buộc, không thể so sánh được. Nếu pháp sinh kia không, biết pháp nào làm nhân, pháp kia thay đổi sinh, chẳng phải các nhân duyên, ấm nóng động và cứng, người ngu si phân biệt, trói buộc này không pháp, cho nên không thể tướng. Như thầy thuốc trị bệnh có sai khác, mà xem bệnh như nhau, trị bệnh cho khác thuốc. Ta nương thân chúng sinh, các phiền não ô trược, biết các căn và lực, ta vì người ngu nói, phiền não căn sai khác, ta dạy không sai biệt, ta chỉ có nhất thường, ta thánh đạo mát mẻ. Bình vải mũ và sừng, sừng thỏ không phải nhân, không nhân nương nơi kia sinh, nhưng không pháp nhân kia, mà đó không pháp thân, pháp nhân, ngươi không được chấp không, lương nhân có nơi không, nương không không giống nhân, pháp có đối, pháp không, là pháp đối đại nhau, nương một phần pháp có, thấy một phần pháp có. Không nhân thấy ít pháp là không nhân, nếu như nương ngoài pháp, đây kia thay đổi thấy, như vậy lỗi không cùng, thể ít cũng không ít, nương sắc, cây cả thảy, pháp thấy giống như huyễn, như vậy việc nương tựa, người thấy có các loại, ảo thuật không phải sắc, không phải cây, không đá, ngu si thấy như huyễn, nương tựa nơi thân huyễn, nương tựa nơi việc thật, nếu thấy ít được ít việc, lúc thấy không hai pháp,
Tại sao thấy ít việc phân biệt không phân biệt mà chẳng không phân biệt? Nếu phân biệt pháp không, trái không giải thoát không? Do phân biệt pháp không nên không sinh phân biệt. Nếu không sinh phân biệt, không thể nói duy tâm, mà mỗi tâm sai khác trong pháp. Pháp không thật, bởi vì pháp không thật, không thế gian giải thoát, không ngoại vật chỗ thấy, ngu si vọng phân biệt, chưa ảnh hiện trong gương, do tâm hôn mê muội. Tất cả pháp không sinh, không có tợ có sinh, tất cả chỉ tâm này lìa với các phân biệt. Người ngu nói các pháp từ nhân không phải trí, lìa thực thể nơi tâm. Tâm thánh nhân thanh tịnh, tăng già thầy ở đời, Bà La Môn loại hình cùng với trời tự tại, không thật đọa tà kiến. Thể không sinh cũng không, như hư không không nhiễm, các Phật nói làm gì vậy? Và Phật vì ai nói? Người tu hành thanh tịnh liền giác quán tà kiến, quá khứ Phật đã nói, nay ta cũng nói vậy. Nếu tất cả duy tâm, thế gian trụ ở đâu, đi đến đương pháp nào, làm sao thấy nơi đất? Như chim trong hư không, nương theo gió mà bay, không trụ không quán sát, ở trên đất mà đi. Như vậy các chúng sinh nương gió động phân biệt, đi lại trong tự tâm như chim bay trong không. Thế thân do duyên sinh, Phật nói tâm như vậy, vì sao hiện cá nhân chỉ là tâm sinh nói? Do duyên thân hiện hữu, hiện thấy nương hôn sinh, người không tu hành sinh, hiện thấy sinh phân biệt. Phân biệt thể cảnh giới, tâm nương cảnh giới sinh, biết đối với tâm sinh, không lại sinh phân biệt. Nếu hay thấy phân biệt, lìa xa giác sợ giác, danh danh không cùng hợp, là nói pháp hữu vi. Đây chỉ là sợ giác, danh danh không lẫn lộn, lìa nơi tri sợ tri, là nói pháp hữu vi. Đây chỉ là sợ giác, trong danh danh không lìa. Nếu người tà giác biết, không tự giác giác tha, năm pháp vốn thật pháp, cùng với tám loại thức, hai loại không pháp ta, nhiếp giữ nơi đại thừa. Nếu thấy tri sợ tri, tịch tịnh thấy thế gian, trong danh danh phân biệt, bấy giờ lại không sinh, tạo danh tự phân biệt, thấy kia lại không sinh, không thấy nơi tự tâm, cho nên sinh phân biệt, bốn ấm không cái tướng, ấy là vô số pháp. Tại sao sắc nhiều loại, tướng bốn đại khác nhau, sao bỏ các pháp tướng, không các đại và đại? Nếu có sắc tướng khác, vì sao ấm không sinh? Nếu thấy tướng như vậy, không thấy các ấm nhập. Nương cảnh căn và thức, nếu sinh tám loại thức, nương tướng có ba loại, tịch tịnh không như vậy. A lại gia ý ngã, ngã sở cùng với trí, do chấp nơi hai pháp, biết pháp ấy tức diệt, lìa xa pháp đây kia, nếu thấy không tướng lìa. Thế gian tâm phân biệt, theo tôn vị con nói, không phân biệt hai pháp, ngã cùng với ngã sở, không tăng trưởng phân biệt, cũng không dâm ý thức. Lìa xa nhân và duyên, không vật cũng không sinh, phân biệt chỉ là tâm, theo tôn vị con nói, lìa xa các nhân duyên, lìa năng kiến sở kiến, thấy tự tâm các loại sở kiến vọng phân biệt, không biết tự tâm thấy, không hiểu nghĩa tâm khác, không thấy tà kiến thành đối với trí không sinh. Kia vì sao không có, tâm người kia chắc có, phân biệt chẳng có không, nên không sinh tâm có, không biết chỉ tâm thấy, cho nên sinh phân biệt, không phân biệt phân biệt, diệt nó rồi không nhân, ăn bốn loại bè đảng, để các pháp có nhân, tướng danh tự này khác người kia tạo không thành, kia nên tự sinh khác, không ứng hợp nhân sinh, nhân duyên nên hòa hợp để ngăn nhân sinh pháp. Ta ngăn với lỗi thường và các duyên vô thường là không sinh không diệt, ngô si thấy vô thường, diệt pháp tướng pháp không, không thấy tạo tác nhân nên vô thường cho có, vì sao người không thấy? Ta nhiếp thủ chúng sinh, dùng trì giới hàng phục, trí tuệ diệt tà kiến, nương giải thoát tăng trưởng. Tất cả các thế gian ngoài đạo nói dối khẹp, nương nhân quả tà kiến, tự pháp không thể lập, nhân thành pháp tự lập, lìa nơi nhân duyên quả, nói các chúng đệ tử lìa xa pháp thế tục. Duy tâm cho thấy không, tâm thấy nơi hai loại, lìa sở chấp năng chấp, cũng lìa xa đoạn thường. Chỉ có tâm chuyển động đều là pháp thế tục, lại không khởi chuyển sinh. Thế gian là tự tâm, người đến là sự sinh, người đi là sự diệt, như thật biết đến đi, lại không sinh phân biệt, thường vô thường tạo tác, không tạo tác đây kia, như vậy tất cả pháp đều là pháp thế tục. Rồi người Atula, xuất sinh quỷ dạ ma, chúng sinh đến cõi kia, ta nói ở sáu đường, nghiệp nhân thượng trung hạ, thường sinh ở cõi kia, khéo giữ gìn thiện pháp, được thắng xứ giải thoát.
Phật dạy mỗi niệm sinh, sinh tử và đọa lạc. Vì chúng tỳ kheo nói, ý nào vì con nói, tâm không đến lần hai, là diệt không nối, tiếp nối. Ta vì đệ tử nói, tâm thay đổi sinh diệt, mỗi sắc phân biệt có, sinh và diệt đã xong, phân biệt tức là người, lìa phân biệt không người. Ta nói về pháp niệm, nương kia ta nói xong, lìa chấp thủ sắc tướng, không sinh cũng không diệt. Nhân duyên từ phía sinh, vô minh, chân như thảy, nương hai pháp mà sinh, cho như không phải thể. Nhân duyên từ duyên sinh, nếu vậy không pháp khác, ta từ thường sinh ra quả, quả tức là nhân duyên. Không khác với ngoại đạo, nhân quả cùng xen lẫn. Phật và chư Phật nói, đại mâu ni không khác. Tầm cứu trong thân này, vô đế và tập đế, diệt đế và đạo đế. Ta vì các Phật tử chấp ba pháp thật có, thủ sở thủ tà kiến, pháp thế gian xuất thế. Người phàm phu phân biệt, ta rồi biết pháp kia, cho nên nói ba pháp vì ngăn tà kiến kia. Chớ phân biệt thật thể, nói qua pháp không định cũng lại không tâm sinh, thật cũng không hai thủ. Chứ như không hai loại, vô minh và ái nghiệp, thức thảy từ tà sinh, không cùng không tạo tác. Trong tạo tác không sinh, các pháp bốn loại diệt, kẻ ngu si đã nói phân biệt hai loại sinh. Có vật không có vật, lìa xa bốn loại pháp, cũng lìa xa bốn kiến, hai loại sinh phân biệt. Kiến thấy lại không sinh, các pháp vốn không sinh, khởi nơi trí phân biệt, hiện sinh nơi các pháp, bình đẳng chớp phân biệt. Nguyện Thế Tôn Mâu Ni, dì con và chúng sinh, như pháp tương ưng nói, lìa hai loại nhị kiến, ta lìa nơi tà kiến, cùng các Bồ Tát khác, thường không thấy có không, do không thấy pháp kia, lìa ngoại đạo sáng tạc, lìa thanh văn thiên giác, vật chứng các pháp thánh. Vì con nói không mất, nhân điên đảo nhân không, vô sinh và tất cả, danh khác các mê hoặc, bậc trí đã xa lìa như mây, mưa, lầu, cát, cung điện và cầu vồng, sóng nắng hoa lớn huyện, có không từ tâm sinh, các ngoại đạo phân biệt thế gian từ nhân sinh, không sinh pháp chân như, và cùng thực tế không là có các tên pháp khác. Chớ phân biệt không vật, đối với sắc các loại, chớ phân biệt pháp không, như bàn tay thế gian, tự do để phá vật. Như vậy, tất cả pháp chớ phân biệt pháp không, liền sắc không không khác, cũng không sinh thể pháp, chớ phân biệt không khác, phân biệt chấp tà kiến, phân biệt sợ phân biệt, nắm lấy nơi sự tướng dài ngắn vuông tròn thảy, là chấp tướng phân biệt. Phân biệt là tâm pháp, sợ phân biệt là ý. Nếu hay như pháp biết, lìa năng tướng sở tướng, ngoại đạo nói không sinh và chấp nơi ngã pháp, phân biệt tướng như vậy, nhị kiến này không khác. Ý gì nói như thế, nếu biết rõ như vậy, người ấy vào vô lượng, hay hiểu ta nói pháp. Do thấy vậy chìm đắm, không sinh là không nương, biết đúng hai loại nghĩa, nên ta nói không sinh. Các pháp không có sinh, mâu ni việc con nói, không nhân, không giống nhau, không có pháp xen tạp, không nhân cũng không sinh, các nhân ngoài đạo thấy, liều có không pháp không, nên nói chỉ là tâm, sinh cùng với không sinh, lìa pháp là tà kiến. Nói không nhân không sinh, nói có là chấp nhân, tự nhiên không tác giả, tác giả là tà kiến. Phương tiện các nguyện thảy tới đó vì có nói, nếu các pháp là không, tại sao sinh ba đời, liền năng chấp sở chấp, không sinh cũng không diệt. Từ vật thấy vật khác, đương pháp kia tâm sinh, các pháp không hóa sinh, làm sao vì con nói, thật có mà không biết, cho nên ta nói pháp. Trong các pháp mâu ni, trước sau lìa tự tướng, lìa các lỗi ngoại đạo, lìa những nơi điên đảo, sinh cùng với không sinh, đại sư vì con nói, lìa có cùng với không, không mất nơi nhân quả, địa và các thứ đệ, vì nói một vô tướng. Thế gian rơi nhị biên, bị các kiến mê hoặc, không sinh, không sinh thể, không biết nhân tịch gì, ta không pháp ba đời, ta cũng không nói pháp. Có hai, tất có lỗi, chứ Phật vốn thanh tịnh, các pháp không sát na, không thể cũng không sinh, nói tà pháp che tâm, phân biệt không như lai, sinh cùng với không sinh, sinh nguyện vì con nói, vì sao những pháp gì, liệt cảnh giới mà sinh, đầy đủ sắc hòa hợp, tụ tập từ hỷ luận, chấp nơi ngoài sắc tướng, từ phân biệt mà sinh. Người biết về pháp ấy là hiểu nghĩa như thật, tùy thuận tánh thánh nhân mà tâm lại không sinh, lìa xa tất cả đại, không nương tương ưng pháp sinh. Tâm hư vọng quán đại,
Quá như vậy không sinh, chớ phân biệt sai khác, người trí không phân biệt, phân biệt với phân biệt, hai pháp không niết bàn. Lập ra pháp không sinh, như huyễn không thấy pháp, từ các nhân duyên, nhân huyễn sinh, phá việc lập các pháp. Tâm như hình trong gương, nhân huân tập vô thủy, tự nghĩa mà không nghĩa, quán các pháp như vậy, như hình bóng trong gương, đề xa một hai tướng, sở kiến không chẳng không, các tướng cũng như vậy, càng tắc bà huyễn thảy, quán nương nơi nhân duyên, như vậy thể các pháp, phép sinh chẳng không sinh, phân biệt tựa như người, hai loại nương nhau hiện, nói ngã cùng với pháp, mà người ngu không biết, tương vi và vô nhân, thanh văn các la hán, tự thành và phật lực, là lâm hạng thanh văn. Thời nhiếp thủ và diệt, đệ nhất lìa, đệ nhất, là bốn loại vô thường, ngu không trí phân biệt, ngu si rơi nhị biên, công đức và vi trần, không biết nhân giải thoát, do chấp pháp có không, giống như người ngu si, chấp tay là mặt trăng. Thích danh tự như vậy, không biết thật pháp ta, các đại tướng khác nhau, thể không sắc cũng sinh, mà các đại hòa hợp, không đại, không đương đại. Lửa hay thiêu các xác, nước làm một nát vật, gió lay động các xác làm sao đại cùng sinh, sắc ấm cùng với tất, là hai pháp, không năm, các ấm này khác tên, ta nói như đế tất, vô số tâm sai biệt, hiện chuyển các pháp sinh, bốn đại đây kia khác, sắc tâm không nương theo. Nương xanh thảy có trắng, nương trắng có xanh thảy, nương nhân quả nên sinh, không có cùng với không, nương năng tạo sở tạo, nóng lạnh thấy chỗ thấy, tất cả pháp như vậy, vọng biết không thể thành. Tâm ý xấu thức khác, các thức cùng hòa hợp, lìa nơi một thể khác, sinh tử hư vọng sinh, sư tăng hư tỳ thế, lõa hình trời tự tại, đọa địa đảng có không, lìa xa nghĩa tịch tỉnh, sinh tướng mạo thù thắng, sinh bốn đại không trần, là ngoại đạo nói sinh bốn đại và bốn trần, ngoài ra không thể sinh, ngoài đạo phân biệt nhân, ngu si nên không hiểu, nương bè đảng có không, sinh cùng tâm tương ưng. Tử không cùng tương ưng, pháp thật tương thanh tịnh, trụ cùng trí tương ưng, nghiệp cùng với sắc tướng, năm ấm cảnh giới nhân, tại chúng sinh không nhân, không trụ vô sắc giới. Phật nói pháp vô ngã, không sắc đồng ngoại đạo, thuyết vô ngã là đoạn, thức cũng không nên sinh. Tâm có bốn loại trụ, không sắc làm sao trụ, tướng trong ngoài các pháp, mà thức không cùng hành, kè vọng hiểu chấp có, trong ấm có năm ấm, như vậy không sắc sinh, có mà là không sắc. Tự nhiên được giải thoát, không chúng sinh già thức, là ngoại đạo không nghi, hiểu lầm không thể biết. Hoặc chỗ ấy không sắc cho nên thấy không sắc, kia không chẳng lập pháp, chẳng phải thừa không thừa. Thức từ chủng tự sinh, hòa hợp cùng các căn, một phần tám loại sắc, đối niệm thời không chấp. Sắc không trụ nơi thời, căn không trụ với căn, cho nên Như Lai nói các căn niệm không trụ. Nếu không thấy thể sắc, thức làm sao phân biệt, nếu biết là không sinh, vì sao thế gian sinh? Vừa sinh thời liền diệt, Phật không nói như thế, nhất thời cũng không niệm, hư vọng phân biệt chấp. Các căn và cảnh giới, ngu si không biết đến, ngu si nghe là chấp, thánh nhân biết như thật, ý thức không nương tựa, dùng không nhân chấp lấy, không khéo biết nơi ngã, lìa hẳn nơi pháp có, ngu đối pháp có không, giác ngộ lìa thật trí, hữu vi vô vi ngã, ngu si không thể biết, trong một có pháp thế. Trong khác cũng như vậy, trong tâm cùng một thể, ý thức hay hiểu biết, nếu thí đúng là tâm, tâm sở là tên gọi, tại sao lìa nâng chấp, phân biệt nơi một khác. Cùng nhân đương tựa thấy, nghiệp sinh tạo nghiệp thảy. Như lửa thuyết như vậy, giống như pháp tương tự. Như lửa một thời gian, thiêu và chỗ thiêu khác. Như vậy ta đương nhân, còn hiểu sao không vậy? Sinh cùng với không sinh, mà tâm thường thanh tịnh. Người mê vọng lập ngã, cớ sao không nói dụ? Mê nói rừng rộng thức, lìa xa pháp chân thật. Vọng hiểu chạy đông tây, tìm thần ngã cũng vậy. Trong thân tu thật hạnh, ta là tướng thanh tịnh, cảnh Phật như năng tạng, dòng hiểu không cảnh giới. Năng chấp và sở chấp, năm ấm ngã sai biệt. Nếu hay biết nơi tướng, bây giờ sinh chân trí. Ngoài đạo nói ý thức, tạng thể a lại gia, tương ưng cùng với ngã. Pháp ta không nói vậy, nếu như thật biết pháp, thật đế được giải thoát. Tu hành mà thấy đạo, đoạn phiền não thanh tịnh. Tự tánh tâm thanh tịnh, pháp thân tịnh Như Lai. Pháp này nương chúng sinh,
lì tụ biên cho biên, như vàng cùng giới sắc, tánh đá cùng vàng thật. Người chế tạo hay biết chúng sinh với ấm vậy, không người không phải ấm. Phật bậc trí vô lậu là Thế Tôn, cho nên con quy y, tự tánh tâm thanh tịnh phiền não và tạo nghiệp. Cùng đám ấm tương ưng, bậc Thù Thắng đã nói, tự tánh tâm thanh tịnh ý thảy là nhân duyên, nó hay tạo các nghiệp, nên hai loại nhiễm ấy, ý thảy pháp trần lụy, ta thanh tịnh phiền não, kia nương phiền não nhiễm. Có bẩn nương thanh tịnh, như áo lìa có bẩn, cũng như vàng lìa bẩn, có mà không thể thấy. Ta lìa lỗi cũng vậy, như đàn cầm, tiếng trống, các âm thanh phi diệu trong ấm ngã cũng vậy. Ngu si tìm một khác, trong đất chứa giật máu, cùng dưới nước trong sạch, trong ấm ngã cũng vậy, thật có không thể thấy. Tâm pháp và tâm sở, công đức ấm hòa hợp, trong ấm ngã cũng vậy, ngu si không thể thấy. Như bào thai phụ nữ, tuy có mà không thấy, ngã ở trong năm ấm, ngu si nên không thấy. Như gánh vác hương thuốc, lửa cùng với các củi, trong ấm ngã cũng vậy, ngu si không thể thấy. Trong tất cả các pháp, do thường cùng với không, trong ấm ngã cũng vậy, ngu si không thể thấy. Các địa và tự tại, thần thông cùng thọ vị, các pháp vô thượng diệu cùng các tam muội khác, gia cảnh giới Thù Thắng, nếu trong ấm không ngã mà tất cả pháp này, hết thảy cũng đều không. Có người phá hoại nói, và có ngã ứng hiện, bậc trí tuệ nên đáp, ngã ứng hiện tâm người, nói ngã không chân như, chỉ là nó hư vọng, tạo tác nghiệp tỳ kheo, không nên cùng hòa hợp. Người này lập có không, đọa vào hai bì đảng, phá hoại các Phật pháp ấy không trú pháp ta, lìa lỗi các ngoại đạo, đốt cháy vô ngã kiến, khiến cả kiến hừng cháy, như kiếp tận thiêu hủy, như đường phèn bồ đào, sửa dầu cao sửa thảy, nơi ấy có các vị người không dùng không biết. Nếu giữa trong năm loại, năm ấm, ngã cũng vậy, người ngu si không thấy, trí thấy đắc giải thoát. Nói rõ các thế dụ, tâm pháp không thể thấy, ở đâu nhân duyên gì, hòa hợp không thể thấy, các pháp khác thể tướng, nhất tâm không thể chấp, không nhân cũng không sinh, hư vọng hiểu sai lầm, thực hành là thấy tâm. Trong tâm không thấy tâm, chỗ thấy theo thấy sinh, chỗ thấy nhân nào tạo, ta họ ca duyên nhiên, từ trời thủ đạo hội, về chúng sinh thuyết pháp, hơi đến thành niết bàn. Là đường đi xưa kia, ta và chư Phật kia, 3000 tu đa la, nói về pháp niết bàn, dục giới và sắc giới. Phật không kia thành Phật, trên trời vô sắc giới, lục ly dục thành bồ đề, cảnh giới không buộc nhân, cảnh giới nhân là buộc, nương trí đoạn phiền não, kiến bé người tu hành, có ngã có hiện thảy, pháp có không là gì, ngu không thấy như vậy, vì sao có vô ngã, do có tạo không tạo, không nhân mà chuyển sinh, tất cả pháp không sinh, ngu si không hiểu biết, các nhân không thể sinh, các duyên cũng không tạo, hai kia không thể sinh, làm sao phân biệt duyên, trước sau và bây giờ. Người vọng hiểu nói nhân, hư không bình đệ tử, tất cả các vật sinh, vật không tạo hữu vi, các tướng tướng trang nghiêm là công đức chuyển luân, không được gọi chư Phật là trí tướng. Lìa các lỗi tà kiến, trong thân tà là trí thấy, lìa hẳn các lỗi lầm, điếc mù loà công ngộng, lớn nhỏ ôm lòng ác, tất cả người như thế, gọi là không phạm hạnh. Thể rộng lớn vi diệu là tướng chuyển luân dương, xuất gia hoặc một hai ngoài ra là buông lung. Tỳ gia sa ca na cùng với lê sa bà ca tỳ la thích ca sau ta nhập niết bàn, đời vị la sẽ có các bậc xuất thế ấy, ta mất sau trăm năm. Tỳ gia bà vi đà cùng với bàn trà bà cư la bà thất la sau lại có hiện hữu, cùng với mau ly thảy đến mau ly quật đa kế, có vua vô đạo đến lúc đau kiếm loạn, kế đao kiếm mạt thế, rồi vào đời mạt thế không pháp không tu hành, quá khứ vị lễ ấy như luân chuyển thế gian, lửa mặt trời cùng hợp thiêu cháy cõi dục giới, lại thành thế giới diệu khí thế gian kia sinh. Bốn họ và vua chúa các tiên nhân và pháp cúng dường hội thi lớn, thời pháp lại như cũ, mới pháp vẫn như vậy, văn chương và chú giải lại tạo ra các thuyết nhiều vô lượng. Như vậy ta nghe hết mê muội các thế gian, không biết pháp chân thật, pháp gì là đúng sai. Pháp nhiễm như xiêm y, giặt giũ cho sạch sẽ, nước bùn phân trâu thảy, hoài sắc mà tỏ dùng, các hương xoa thân y, lìa nơi tướng ngoại đạo, thông suốt pháp thân ta là các tướng Như Lai.
không lọc nước, không uống, dây lưng, buộc nội y, đúng thời đi khất thực, xa lìa nhà trộm cướp. Xin cảnh trời vi diệu, cỏ tốt đẹp loài người, khá báo cùng thành tựu tự tại trong cõi trong trời người. Người nương pháp tu hành, xin trời tứ thiên vương, nhưng lúc được thọ dụng do tham nhiều nên diệt. Đúng lúc gặp ba nạn và ở ba đời ác, ta và người gặp lúc thời mặt Thế Thích Ca. Dòng họ Tất Đạt Đa, trời bát tí tự tại, như vậy các ngoại đạo ta diệt hiện ở đời. Ta nghe hết tất cả sư tử Thích Ca nói, từng có việc như thế. Ti Gia Bà nói vậy, bát tí Na La Duyên và Ma Hê Thủ La nói những lời như vậy, ta hóa nhân thân thế gian. Mẹ ta tên Thiện Tài, cha tên Phạm Thiên Dương, ta họ Ca Chiên Viên. Đi xa các phiền não sinh ở thành Chim Bà, cha ta và ông nội, cha tên là Nguyệt Hộ, từ dòng Trăng sinh ra, xuất gia tu thật hạnh, nói đến hơn ngàn câu, tọa kiếp cho Đại Tuệ, bảo vận chuyển Pháp Luân. Đại Tuệ cùng Pháp Thắng, Thắng truyền Di Khư Lê, Di Khư cùng đệ tử vào đời sau Pháp Diệt, Ca Diếp, Câu Lô Tôn, Câu Nâu Hàm và ta, đi xa các phiền não tất cả thành chánh giác. Sau thời chánh pháp ấy, có Phật tên Như Ý, ở đó thành chánh giác, vì người nói năm pháp, không hai trong ba nạn. Qua mặt thế cũng vậy, chứ Phật không xuất hiện, đúng lúc Phật hiện ở đời, không có người trộm cướp y phục, không cắt lọc, mặc áo vô số mảnh, như khổng tước hoại sắc, hai tấc đến ba tấc, nôi nhau mà vá lại. Nếu không làm như vậy, ngu sẽ tham đoạt lấy, thường diệt lửa tham dục. Nước trí thường tẩy rửa, ngày đêm trong sáu thời, tu hành pháp như thật, như phóng tên cây đá, phóng ra rồi rơi xuống. Phóng một thì rơi một, thiện không thiện cũng vậy, trong một không nhiều loại, do không cùng như vậy, như gió thổi tất cả, như ruộng đất bị cháy. Nếu một tạo tác nhiều, tất cả không tạo có, không vậy tất cả mất, là pháp người vọng hiểu. Như đèn và tim đèn vì sao giống nhau nhiều, một hay sinh ra nhiều là pháp người mới hiểu. Như vừng không sinh đậu, lúa tẻ không sinh mì, ít hạt giống lúa mì làm sao một sinh nhiều. Luận Bani Xuất Thanh Thái Bạch A Sa Ba, mạc thế có tàn phạm, nói về luận thế tục. Ca Chiên Viên Tạo Kinh, dạ bà già cũng vậy. Thiên Văn Phù Trù Ca, bà luận cuối mạc thế, ba loại nói phước đời, người đời nương phước đức, thường hộ trì các pháp. Vua Bà Ly cho đất, Di Kamatula A Thơ La Cái Thuyết, mê hoặc và luận chủ, mạc thế chư thiên hiện, thích tử Tất Đạt Đa, phù đơn đà, hữu giác. Khẩu lực và điểm tuệ thế diệt rồi xuất hiện, A Thệ Na Tam Quật, Di Khơ La Tháo Quán, ta ở A Lan Giả, Phạm Thiên Thí cho ta, ông ở đời bị lai, gọi bậc, xa trần cấu hay nói chân giải thoát, là các tướng vắng lặng, Phạm Thiên cùng Phạm chúng, cùng các chúng trời khác, do Gia Nai đều cho ta, trời là trở lại trời tự tại, các y phục ba vá nạp, cùng giới bát khất thực, đã thích tướng thiên vương đem đến cúng cho ta. Nói không sinh và nhân sinh cùng với không sinh sẽ thành nơi không sinh, là chỉ nói ngôn ngữ, nơi các nhân vô minh hay sinh nơi các tâm, lúc chưa sinh nơi sắc, trung gian trụ ở đâu, tức thời diệt nơi tâm mà lại sinh tâm khác, sức không trụ một niệm, quán pháp gì hay sinh. Nương vào nhân duyên gì, tâm là nhân điên đảo, tâm nó không thể thành pháp, làm sao biết sinh diệt. Người tu hành hợp định, kim an xà đa tánh, cung điện quan âm thiên, pháp thế gian không hoại, trụ nơi pháp đại chứng là tất cả chư Phật, Như Lai đủ trí tuệ, tỳ kheo chứng nơi pháp, và pháp đại chứng khác, pháp ấy thường không ngoại. Tại sao thấy hư không, các pháp không trụ niệm, sắc càng thất bà huyễn? Tại sao không trụ niệm, các sắc không bốn đại? Các đại do đâu? Đại đâu tạo ra? Do có tâm vô minh, thế giới tập vô thủy, nó sinh diệt hòa hợp, kẻ vọng hiểu phân biệt. Tăng khư có hai loại, thù thắng và chuyển biến. Trong thù thắng có quả, quả lại thành tự quả. Thắng là thể tướng đại, nó công đức sai biệt, hai pháp nhân và quả. Chuyển biến trong hư, trong ở trong không, như thủy ngân trong suốt. Các bụi đất không dính,
Chân như sạch như vậy, y chỉ nơi chúng sinh như cây hành, và hè, phụ nữ lúc mang thai, muối và vị trong muối, chủng tử tại sao có, khác thể không khác thể, hai thể lìa hai pháp, có pháp không nhân chuyên, chẳng không nơi có không, như trong ngựa không trâu, trong ấm ngã cũng vậy, thiết hữu vi vô vi là pháp không thể nói. Ác kiến lượng a hàm, nương cấu diễn mê lầm, không biết nói có ngã, không nhân chẳng lìa nhân, trong năm ấm không ngã, chấp ngã là sai lầm, trong một và trong khác, kệ mê không hiểu biết, trong gương nước trong mắt, như thấy ảnh trong gương, xa lìa nơi một khác, trong ấm ngã cũng vậy, sở quán và năng quán, thiền đạo thấy chúng sinh, quán sát ba pháp này, lìa nơi pháp tà kiến, tức diệt nơi tri kiến, như động không thấy không, tướng các pháp chuyển biến, người ngôn trọn vọng phân biệt, niết bàn liệt có không, trụ chỗ thấy như thật, xa lìa pháp sinh diệt, cũng lìa thể có không, lìa thấy và chỗ thấy, quán sát pháp chuyển biến, lìa các thuyết ngoại đạo, lìa danh tướng hình thể, đại kiến nương trong thân, quán sát pháp chuyển biến, chư thiên và địa ngục xúc chạm và bất não, không có pháp trung ấm, vì sao nương thức sinh, thai noãn thấp hóa sinh, sinh ở trong trung ấm, thân chúng sinh vô số, nên quán về khứ lai, lì lượng và a hàm, hay sinh và phiền não. Các ngoại đạo nói càng, người trí tuệ chớ chấp, trước quán sát nơi ngã, sau quán nơi nhân duyên, không biết có, nói có, cho nên con thạch nữ, trí tuệ lìa, mắt thường, mắt sáng thấy chúng sinh, liền sao ấm hữu phi, thân chúng sinh vi diệu, trong sắc xấu và đẹp, giải thoát khỏi trói buộc, diệu thể trụ hữu vi, hay thấy pháp thân đẹp, đang ở trong sáu đường mới hiểu không cảnh giới. Ta qua nơi cõi người, chẳng phải mê hiểu kia, nên thân ta không sinh, do đâu sinh như vậy, như bóng đèn trên không, trên sông, sao không nói như vậy, mà lúc thức chưa sinh, chưa có vô minh thảy, lìa mê ám không thức, tại sao liên tục sinh, ba đời và không đời, năm thức không thể nói, là cảnh giới chư Phật, người mê lầm quán sát, trong hành không thể nói, do lìa trí trong hành, bám chấp trong các hành, trí lìa nơi pháp hành. Nương pháp này sinh ra, hiện thấy là không nhân, các duyên không thể thấy, lìa xa không người tạo, nương gió lửa hay đốt, do gió động nên sinh, gió hay thổi động lửa, gió trở lại diệt lửa. Người ngu không phân biệt, tại sao sinh chúng sinh? Thiết hữu vi vô vi, lìa nương tựa chỗ dựa, làm sao thành pháp kia, ngu phân biệt gió lửa, sức tăng trưởng đây kia, pháp đây kia không đồng, làm sao mà lửa sinh? Chuyện ngôn ngữ vô nghĩa, chúng sinh là ai tạo, mà phân biệt như lửa, có thể tạo ấm nhập, thân ý nhân duyên sinh, như nghĩa thường vô ngã, cùng tâm thường chuyển sinh, hai pháp thường thanh tịnh, liệt xa các nhân quả, lửa không thể thành kia, người mê muội không biết, tâm chúng sinh niết bàn. Thời vốn tự thanh tịnh, từ vô thị đại nhiễm, như hư không không khác, ngoài đạo thế lập tà bậy, như voi trắng hùng mạnh, nương ý, ý thức che, các đại đều thanh tịnh, người kia thấy như thật, tới rồi phá phiền não, bỏ đường rộng tí dụ, người kia chấp cảnh thánh, trí hay biết sai khác, nó phân biệt khác thể, người ngu si không biết, là nói không thể nói, ví như trống chiên đàn, người ngu lại nói khác như chiên đàn ngâm nước, trí chư Phật cũng vậy, người ngu không hiểu biết, do nương thấy hư vọng, sâu trưa không tỏ thực, dùng bát nhận đủ lượng, lìa lỗi thân lìa ý, ăn thức ăn thanh tịnh, đây là pháp, là hành như pháp, tương ưng không thể biết, đương pháp có thể tin. Do theo tà phân biệt, không đắm vật thế gian, khéo giữ gìn chánh nghĩa, người ấy nhận vàng tật, hay đốt sáng đèn pháp, lìa nhân duyên có không, lìa phân biệt sai lầm, các phiền não như bẩn, xa lìa tham và sân, bấy giờ lại không sinh, chứ không nhiễm tất cả, chứ Như Lai đưa tay, tạo ký quả vị Phật. Ngoài đạo mê nhân quả, người khác mê nhân duyên, già không nhân có vật thấy, không có thánh nhân. Thọ nơi quả chuyển biến, thức cùng với ý thức, được ý nương tạng thức sinh, thức từ nơi ý sinh, các thức nương tạng thức, hay sinh như sóng biển, đều từ nhân huân tập, tùy nhân duyên mà sinh, niệm ràng buộc sai khác,
trói buộc tâm chấp cảnh, giống như tướng hình thể, ý, mắt, thảy, thức sinh. Lỗi buộc xưa đến nay, đưa huân tập chấp cảnh, thấy các pháp ngoài tâm, ngăn cái thế ngoài đạo, nương đó sinh các thứ và nương đó quán sinh. Cho nên sinh tà kiến và thế gian sinh tử, các pháp như mộng huyễn, như thành càng tác bà. Sống nắng trăng trong nước, quán sát nơi tâm này, làm sai với chân như, chánh trí huyện tam muội, do định thủ lăng nghiêm và các tam muội khác, hòa nhập nơi sơ địa, đắc các thông tam muội, trí và thân như ý, được thọ ký làm Phật. Bây giờ tâm không sinh, do thấy đời hư vọng, đắc quán địa, các địa. Và chứng đắc quả Phật chuyển thành thân y chỉ như các sắc mani, cũng như trăng trong nước các chúng sinh tạo nghiệp. Lìa bè đảng có không, lìa hai và không hai, ra khỏi chỗ tiểu thừa. Rời xa địa thứ bảy, các pháp thấy trong thân, trong mỗi địa thanh tịnh, lìa ngoài vật ngoài đạo, bấy giờ có nói đại thừa, chuyển nơi thức phân biệt, lìa xa diệt biến đổi. Như sừng thỏ ma đi, người đắc giải thoát nói, nương phiền não tương ưng, nương pháp cũng như vậy, nương tương ưng, do phân biệt sai khác, nhận thức, nghiệp và thọ, vô minh và chánh kiến, nhận sắc cùng với ý, ý thức nhiễm như vậy. Phật nói kinh hiệu này, thánh giả đại tuệ sĩ, Bồ Tát Maha Tát, đại vương La Bana, Thúc Ca Bà La Na, Ung Nhĩ Đẳng La Xoa, Trờ Đồng và Xoa Thảy, Kè Thác Bà Tu La, Chư Thiên Chúng Tỳ Kheo, rất hoan hỷ phân làm, kinh Nhập Lăng Già, quyển 10. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ cho Nam mô ăn nặng dưới quốc khổ ba đường, nếu phải thấy nghe để phát tâm Bồ Đề, hơn báo thân này sinh được cõi cực lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Thích Chân Đạo Sư A Di Đà Phật.